Ròi bọ và nhiều loại côn trùng khác không biết đã chết từ bao giờ đang phân hủy trong bể ủ của cơ sở sản xuất mắm tôm Phương Nhung ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở bể ủ mắm bên cạnh. Dù sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh như vậy, nhưng chủ cơ sở này vẫn khẳng định là không có vấn đề gì. À, chủ, vớt con sáng ra đây. Không gì luôn mà. Không gì, nhà em cần đọc luôn mà. Kết thúc quá trình ngâm ủ trong các bể xi măng, mắm tôm được chuyển qua các thùng nhựa để chờ đến ngày đóng chai. Hàng chục thùng nhựa chứa mắm được dự trữ sẵn, đảm bảo cung cấp hàng liên tục ra thị trường. Tại khu vực san chiết, thường xuyên có khoảng gần 10 người làm việc hết công suất. Mắm tôm từ bồn chứa lớn được chiết trực tiếp vào các chai lọ như thế này. Bằng mắt thường thì công đoạn đóng chai không mấy mất vệ sinh, nhưng khó có thể đảm bảo sự an toàn khi chai lọ được để ngay trên nền đất. Và thậm chí, để tiết kiệm chi phí, nhiều vỏ chai còn được chủ cơ sở thu mua từ các chai phế liệu, bóc bỏ tem nhãn rồi tận dụng lại. Đây à, đây là phải bóc đi xong phải rửa. Rửa để đóng chai mắm tôm vào đi. Trong bản công bố chất lượng mắm tôm, chủ cơ sở khẳng định tuyệt đối không sử dụng loại phụ gia, chất bảo quản nào trong thành phần nguyên liệu. Thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác. Vì theo tiết lộ của một công nhân đang làm việc ở đây, thì để tạo màu và chống ôi thối, giúp cho mắm tôm bảo quản được lâu, thì cơ sở này sử dụng thêm 3 loại phụ gia trong quá trình sản xuất. Có 3 loại, vào tay với hay đi tức tay, đi tức to tay, khẩu trang, cái mùi nó thở. Vẫn theo người này, thì nguồn gốc các loại phụ gia được bà chủ nhập từ một công ty ở Hà Nội và thường xuyên sử dụng trong các mẻ mắm tôm ra lò. Và mỗi tháng, chỉ riêng cơ sở này đã cung cấp ra thị trường Hà Nội và các tỉnh thành lân cận hơn 20 tấn mắm tôm với mức giá rẻ, chỉ khoảng 9.000 đồng cho mỗi một chai như thế này. Thưa quý vị, đây chính là khu vực nấu hóa chất, theo như tiết lộ của một công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất mắm tôm này. Và chủ cơ sở sản xuất thì cũng đã thừa nhận rằng chủ cơ sở đã từng sử dụng phụ gia và hóa chất trong quá trình sản xuất mắm tôm ở đây. Theo như hợp đồng mua bán phụ gia mà cơ sở này cung cấp, thì trong quá trình sản xuất đã từng sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu đỏ, đúng như tiết lộ của một công nhân làm việc trong xưởng. Bà bảo vẫn dùng trong thực phẩm được mà mua, mà em bảo mua nó có giấy tờ hợp đồng đàng hoàng, tức là vẫn được dùng trong thực phẩm. Thì dù các loại phụ gia này được phép dùng trong thực phẩm, nhưng theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, nguyên cục trưởng cục an toàn thực phẩm, việc cơ sở này dùng nhưng lại công bố không sử dụng phụ gia, chất bảo quản là hành vi gian dối, đánh lừa người tiêu dùng. Hơn nữa, các chất bảo quản như benzoát hay chất tạo màu đỏ chỉ được dùng trong thực phẩm với hàm lượng rất nhỏ. Nếu trong trường hợp sử dụng không kiểm soát số lượng, vượt quá ngưỡng cho phép, chắc chắn sẽ gây độc cho cơ thể, có thể khiến ngộ độc cấp tính như tiêu chảy, nôn, còn sử dụng lâu dài, tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Mặt khác, trong điều kiện sản xuất mất vệ sinh, tạo điều kiện cho nấm mốc, côn trùng phát triển, khiến người sử dụng sản phẩm mắm tôm có thể đối mặt với nguy cơ rối loạn tiêu hóa, gây tiêu chảy, ngộ độc vì các vi khuẩn như E. coli, coliform.